Hiện nay ngày càng có nhiều giải pháp công nghệ giúp cho cuộc sống của con người tiện lợi hơn. Trí thông minh nhân tạo có thể giúp ta soạn thảo một bài thuyết trình chỉ trong vòng 30 giây. Người máy đưa đồ ăn 24/7. Công nghệ gian hàng thực tế ảo Virtual Reality hay VR cũng là một trong những giải pháp công nghệ đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Vậy công nghệ này có những ưu việt như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau. Từ sản phẩm đồ gia dụng đến mặt hàng như ô tô, chỉ cần có kết nối Internet, khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác đang trực tiếp có mặt tại một gian hàng thực tế. Họ có thể tự do lựa chọn mẫu mã, giá cả hay tìm hiểu các thông tin của nhà sản xuất mà không cần đến tận nơi. Về phía các doanh nghiệp, nhãn hàng, việc sử dụng gian hàng ảo cho phép tiết kiệm chi phí mặt bằng và thu thập nhanh chóng các thông tin như độ tuổi, màu sắc ưa thích của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể kết nối gian hàng ảo tới các sàn thương mại điện tử, giúp khách hàng đặt mua sản phẩm ngay khi đang tương tác với gian hàng ảo với sự đảm bảo từ phía doanh nghiệp cũng như sàn thương mại điện tử liên kết. Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, từ 99 ngàn thôi một tháng đã có thể sử dụng ngay được một cửa hàng. Chủ cửa hàng mà đã kinh doanh thương mại điện tử trước đây rồi thì cũng có sẵn cái trang website hoặc là một trang thông tin của shop trên Tiki, Lazada, Shopee hoặc là có sẵn những video, những cửa hàng về online trên Facebook, TikTok, v.v. thì họ có thể tích hợp vào đây. Khách hàng khá là hài lòng khi mà sử dụng qua cái ứng dụng mô hình này. Khách hàng có thể nhìn thấy được trực tiếp sản phẩm và có cảm giác là mình đang trải nghiệm sản phẩm thật sự. Tương lai gần đó, bên em đang định hướng là sẽ dựng thêm một cái gian hàng ảo nữa cho cái ngành gốm sứ. Với nhiều ưu điểm không thể phủ nhận, gian hàng thực tế ảo có thể trở thành công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Từ đó, họ có thể đưa sản phẩm, dịch vụ của mình tới gần khách hàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị kỹ về nhân lực, chiến lược cùng sự hỗ trợ từ các đơn vị quản lý để có thể làm chủ hoàn toàn giải pháp công nghệ này trong tương lai.